Ok, hello, chào mọi người, mình là Xin Lê Anh Nho và chào các bạn channel của mình và chào các bạn trở lại với video channel Xin Lê 25. Đấy, thì ok các bạn, thì cũng đã lâu lắm rồi mình chưa gọi là làm một cái vlog hay là làm một cái gì đấy gọi là cho các bạn xem. Thì một vấn đề nó rất là tiêu biểu đó chính là dịch. Yep, thế là mình chỉ biết ở nhà và nếu mà đi ra ngoài đường thì mình cũng sẽ đi gọi là khá là hạn chế, nên mình cũng không có gọi là ý tưởng gì gọi là để quay clip với mọi người. Và yep, hôm bữa Sam có đăng video đó chính là gọi là nấu ăn, thì mình thấy cái ý tưởng này cũng khá là hay nên mình sẽ quyết định gọi là, thì hôm nay mình sẽ quyết định đó chính là nấu ăn cho gọi là Sammy và Phong Cận ở đây đó thôi. Yes, thì hôm nay mình sẽ quyết định nấu ăn cho Sammy Phong Cận, thì yep, so kiểu như là thử thách một ngày Sammy nấu ăn vậy. Thì các bạn cũng đừng quên chấm điểm phía dưới về những món ăn mình sẽ nấu sắp tới. Đấy, thì mình biết là mình nấu không có ngon nhưng mà không sao, mình cũng đâu phải là người ăn đâu, mình là người nấu mà. Thì coi như là để gọi là cảm ơn thì mình sẽ quyết định nấu ăn. Yep, so let's go. Ok, và sau 1 phút 30 giây nàng vụt xa đây đây, tôi đã kiếm được bánh mì nè, bò cười nè, sữa chua nè và một đống xúc xích. Thì mình nghĩ với là chừng này chúng ta có thể nấu được một bữa ăn thịnh soạn mọi người nhờ. Mình mong là vậy. Ok, chúng ta sẽ cùng bắt đầu nấu ăn thôi. Oh my god, mong là chị gái của mình sẽ ăn được những thứ mình làm hoặc là không. Chị thích em nấu ăn không? No. No. Hello Sam. Hello. Chị có muốn em nấu ăn cho chị ăn không? Có. Đó các bạn thấy không, trời ơi, Sam quyết định gọi là đồng ý gọi là mình sẽ nấu ăn cho Sam mà. Ơi đấy. Ok bạn, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nấu ăn thôi. Let's go. Ok, hello mọi người, là tôi đây và cảnh này tôi khoe nguyên liệu mọi người ạ. Ok, chúng ta có xúc xích, chúng ta có bánh mì vuông và chúng ta có gì nữa đây? Chúng ta có hộp sữa chua, đấy, yep so, và chúng ta còn gì nữa không? Chúng ta có hộp bò cười, ok, thế cảnh này mình chỉ gọi là khoe nguyên liệu cho các bạn xem thôi, đó. Ok, chúng ta sẽ qua với cảnh tiếp theo. Ok, thì cảnh này mình sẽ làm bánh mì gọi là kẹp bò cười. Đấy, ok, trước khi làm mọi việc chúng ta phải ăn một chút xíu đúng không? Ăn sáng vậy, sáng hơi đói xíu, các bạn thông cảm. Chúng ta phải ăn cái gì đó cho nó dinh dưỡng một xíu các bạn ạ. À, đấy, ok, thì cạnh này mình đang đổ bò cười ra nè. Sau đấy mình sẽ để nó lên gọi là cái bánh mì. Không biết là hồi đấy có bạn nào giống mình không? Vì hồi đấy mình hay quay Tom Jerry á. Mình thấy gọi là trong phim Tom Jerry lúc nào cũng có mấy cái bánh mì lát lát này á. Xong để mấy cái format hay để mấy cái kem lên xong quét quét ra. Xong từ lúc đấy mình học từ đấy luôn mà mình cực kỳ thích ăn cái món này luôn. Không biết các bạn fan nào có thích ăn cái món này giống Sim không? Các bạn cũng đừng quên bình luận phía dưới Sim biết nha. Và cạnh này Sim đang gọi là lát từng một lớp bánh mì các bạn ăn. Đó, trời đất ơi, nhìn như giống như trong phim học hành vậy mọi người. Trời đất ơi, nhìn cưng dễ sợ luôn. Ta da, xong rồi nè. Rồi ok, và món thứ hai đó chính là món xúc xích chiên của tôi. Đó, ok, và cạnh này Sim sẽ để xúc xích vào gọi là cái gì ta, cái nồi chiên không dầu này. Đó, rất tốt cho sức khỏe luôn mà không gọi là gì ta, không bị ăn nhiều dầu á mọi người. Đấy, ok, và mình sẽ để vô nè. Và sau đấy mình sẽ chỉnh thời lượng là 5 phút mọi người ạ. Đấy, 5 phút thôi. 5 phút là đủ cháy, cháy cái gì ta. Và các bạn biết gì không, cái bánh mì lát của tôi đã cắt nó. Chứ nhìn nó thật là ngu ngốc. Trời đất ơi. Và để sửa chữa sai lầm của mình mà mình đã quyết định ăn nó. Yeah, what's up, what's up, yo. Và thật ra thì mình ăn nó rất là, cũng rất là ngon nha mọi người. Đấy, ôi dồi, ngon dễ sợ luôn. Thật sự là từ trước giờ mỗi lần mà mình đói á hay là gì đấy thì mình đều đem cái món này ra ăn hết á mọi người ơi. Ok, lấy xúc xích của tôi ra quay. Trời ơi, nó xoắn quậy ra mọi người thấy không? Trời, nó đang quậy ra mọi người, oh my god. Nó đang lươn lẹo mọi người ạ. À, vâng, đây chính là những chiếc xúc xích lươn lẹo mọi người ạ. À, nó quăng tùm lum tùm la luôn các bạn ơi. Trời đất ơi, nhìn nó kìa. Nhìn vậy thôi nhưng cũng hơi bị ngon đó nha. Đấy, ok, lúc lắc, lúc lắc, lúc lắc. Rồi, và tiếp theo đến giờ trang trí bữa sáng của chúng ta thôi nào. Ok, 3 miếng xúc xích
Đấy, đó, trời ơi. Thật ra thường thường thì mình cũng không ăn như thế này đâu. Do vậy là mình nấu cho chị gái của mình á, chị Sami Đào á. Mình phải nấu cho nó thật thịnh soạn. Các bạn à, đó, chị gái của tôi mà. Đó, tôi phải nấu thịnh soạn chứ, đúng không? Đấy, ok, ta-da. Cho Sam ăn thôi. Sami Đào tan 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 đó. Oh my god, trời đang đói mọi người đang đi đói nào, quý vị đây giới thiệu sơ sơ quay món ăn này. Giới thiệu Sam xúc xích chiên lúc lắc. Tại sao lúc lắc? Cho cái nó có lúc lắc đâu. Lúc và đây bánh mì Thượng Hạng. Ồ trời ơi, nhìn như là những kiểu nhà năm sao mọi người đó. Đây Đây là sữa chua ăn vô là bay lên trời luôn đấy. là sao tên gì mà toàn ghê dữ vậy, tên gì mới đặt á? Đó là kiểu nhà hàng của em, nó có những món ăn rất là đặc biệt đấy. Nếu bạn nào thích cái nhà hàng với gọi là những cái nhà hàng phục menu của mình, các bạn mình quay video phía dưới tôi biết nha. Ok, mời Sam thưởng thức ăn thử nha. Bây giờ cái này là gì, món gì? Gì ta, bánh mì gọi thường là hàng. Thường hàng à? Đây, từ từ tôi quên mất rồi, đây là xúc xích không thể thiếu này được. Đúng tương rồi. Ớt tương đấy. Ớt thực sự là ăn không biết, mà không có tương ớt nó dở lắm mọi người. Bây giờ ăn thử nha, cái này nha, bẻ ra coi nó có phô mai chảy ra không. Không có. Mình có thể kéo ra để làm thumbnail được mọi người đó. Cái này là ăn đồ khô đấy. À, phô mai ngon. Mà cái này là bò cười, phô mai bò cười. Ha ha ha, ăn xong cười luôn ha ha ha. Món này ăn sáng khá là ổn. Ổn. Mà chấm điểm từng món nha. Nha. Ok. Món này cho 1 sao đến 5 sao thì nó tầm 2 sao, tại vì cái này hơi khô, bỏ hơi ít. Ăn hơi khô. Và 2 sao. Còn cái này thì cái này đồ hộp sao đóng giá được. Cái này đồ người ta làm mà sao. Ok, mình sẽ ăn. Không, đánh giá sự gọi là chuẩn bị. Ok. 4 sao vì cái này nó ngon thật. Đó, 4 sao vì chứ có cái mũ. Có cái mũ. Rất đầu tư. Ok. Đánh giá 4 sao. Ok, đến xúc xích nè. Hơi trừ sao nhẹ vì bắt người ta bốc. Không có cái nỉ. Không, bốc là dân dạ của nhà hàng của em ạ. Nhà hàng gọi là gì ta? Gì ta, đây gọi là nhà hàng rừng rú hả? Bắt người ta bốc. Lúc muỗng gì ta, đồ ướt thì cho muỗng, còn cái này bốc, ăn bốc. Ăn kiểu khỉ á mọi người. Ôi. 1000 sao. Ngon quá. 1000 sao. Đấy, ok, thì Sam thấy cái phục vụ của cái nhà hàng em như thế nào nhỉ? Hơi lạ. Đặt tên món ăn hơi lạ, hơi kỳ. Nhưng mà ngon mọi người. Có ai thích được Simi phục vụ đừng quên comment phía dưới nha. Ok bạn, thì đây là clip đầu tiên mà mình gọi là nấu ăn cho Sammy. Thì các bạn muốn mình nấu ăn cho Sammy hay nấu ăn cho bất cứ ai nữa, các bạn đừng quên bình luận phía dưới bên nha. Và các bạn đừng quên ủng hộ cho hết tất cả channel của Hello Team và tụi mình. Còn bây giờ thì bye bye.